Nha, đây là địa chỉ của tiệm nha bạn. Còn đây là tác phẩm sữa hình xăm bị hư nha các bạn. Đố các bạn tìm ra được hình cũ. Hình cũ anh đấy là nguyên một cái hoa văn nha. Mình sẽ ấp chung với tác phẩm lúc chưa sửa lên cho các bạn so sánh nha. Ở đây chúng tôi chuyên cover và sửa hình. Sửa là phải mất luôn hình cũ nha các bạn. Các bạn cứ giờ mà coi thử còn thấy được hình cũ không nha. Cái này là mới xong được có 80% nha các bạn. Chưa nhấn trắng nha. Tại anh đó sửa cùng lúc hai tay cùng lúc sửa trong ngày, nhưng mà tại vì bây giờ ảnh đau quá cho nên tạm ngưng nha. Alo, em kêu chiếc xe lại em. Đây tác phẩm là sửa nha các bạn, còn nhấn trắng rồi vô màu rồi này nọ chút xíu nữa nè, xong. Hiện tại là đã xong được một bên đây được 90% mà nhấn trắng nữa, đợi nhấn trắng. Anh có nguyên một cái hoa văn ngang luôn nha các bạn. Mình sẽ ấp chung với tác phẩm cũ cho các bạn coi. Ở đây chúng tôi xăm không có đau nha, tại vì có thuốc tê giảm đau 100% nha các bạn. Anh này nủ tê 3 lần. Nhưng mà bây giờ lại hết thời gian, ảnh có về Bình Dương cho nên chúng tôi tạm ngưng để đợt sau ủ tê xăm tiếp nha. Xăm như thế nào lột ra y chang như vậy nha các bạn. Không có xuống màu nha. Dù là có thuốc tê nhưng mà màu vẫn rất là tươi nha các bạn. Và chúng tôi xài khăn ướt nha. Xài khăn ướt nhưng mà màu vẫn lên rất là tươi nha. Đây là tác phẩm ta mất tiêu những hình cũ nha các bạn. Và mình sẽ ấp chung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi, các bạn so sánh. Phần này chúng tôi chưa vô màu nha các bạn, cho nên chúng bạn còn thấy chút xíu nè. Đợt sau làm là sẽ mất tiêu. Đợt sau làm là sẽ không còn nữa. Ảnh là nguyên một cái hoa văn rất là bận nha. Mình sẽ ấp chung với tác phẩm cho các bạn coi nha. Đây là mới một tay, còn tay bên kia là mình cũng đã sửa xong được 70% nha các bạn. Cứ bên nào là đau là ngưng lại ủ tê qua bên tay kia quấn, tay kia đau ủ tê quấn vào tay này. Tác phẩm chưa xong hết, mới được có 80% thôi. Đây là mặt của anh đó nha. Hình này cũng đang sửa nha các bạn. Hình này lúc đầu là rất là không hiện ra được cái hình nha. Bây giờ đã hiện ra được một phần nha các bạn. Đây cũng là hình sửa luôn nha các bạn. Sửa thành một tác phẩm khác hoàn toàn. Đợt sau chúng tôi sẽ vô màu nha các bạn. Bây giờ ảnh phải đi cho nên chúng tôi tạm ngưng nha. Ở đây là địa chỉ của tiệm nha các bạn, 32 Thích Quận Đức nha, 32 Thích Quận Đức, phường 5, Phú Nhuận nha các bạn. Bạn nào có hình sửa không ấy cái việc tới đây nha, mình sẽ cover cho bạn. Anh này ảnh từ Bình Dương xuống anh sửa cùng lúc hai tay luôn, cho chú coi tay anh kia. Các bạn thấy không, có thuốc tê nhưng mà màu lên rất là tươi nha các bạn. Lột ra nó sẽ còn tươi hơn nữa. Lột ra rất là ok nha. Ưng ý không con? Dạ ưng ý. Ok. Khách rất ưng ý nha các bạn. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm xăm tặng miễn phí cho anh học sinh già 40 tuổi cho tiệm nha các bạn. Anh ấy xăm học ở đây và mình tặng hai cái tay để làm hành trang, sau này có mở tiệm thì có hình xăm có với người ta nha. Đây là tác phẩm mới xăm được có 40% nha các bạn, chưa xong. Tác phẩm này xăm tặng like là của học sinh xăm, còn tất cả tả là mình cho mình tả nha. Ở đây học trong xuôi rồi, học trò xăm phải được nha các bạn. Và nếu anh nào ngoan mình xăm tặng miễn phí cái bích lưng bích tay là chuyện bình thường nha. Tác phẩm giờ mới được 40%, vừa mới xong nha các bạn. Và khi xăm miễn phí là không có tính tiền như học sinh nha. Đã nói tặng là phải có kỷ niệm. Đây là bích tai nha, hai cái bích tai luôn. Học đây thấy thoải mái không anh? Thoải mái mà. Lấy là vốn ha. Dễ hiểu không? Dễ hiểu, học rất nhiều được, rất nhiều kinh nghiệm. Đây là tác phẩm vừa mới xong nha các bạn. Đây là địa chỉ nha, còn anh này là vô tới 1 năm nha. Đây là địa chỉ 32 Thích Quận Đức, phường 5, Phú Nhuận nha. Ở đây học là phải làm được nha các bạn. Và nếu bạn nào có trách nhiệm mình sẽ xăm tặng cái bích tai bích lưng là chuyện bình thường nha. Chỉ cần chịu học là bạn sẽ có được tất cả nha. Em thấy chưa? Đẹp rồi. Đây có một tờ đây. Chào các bạn nha, đây là cá chép đen nha các bạn. Xăm trắng đen, khách không thích một miếng màu nào hết. Tác phẩm được hoàn thiện trong 3 tiếng 25 phút. Vừa mới xong luôn nha các bạn. Anh ấy không thích màu. Trắng đen cho nó mạnh mẽ. Rất phơi và rất đau.
cái tay của anh đó bằng cái đùi của tôi đó. Địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận nha các bạn. Ở đây chuyên cover, chuyên sửa hình, có thể xăm bít tay, bít lưng trong vòng 1 ngày cho khách hàng nha. Đây địa chỉ. Chào các bạn, đây là tác phẩm xăm bít nửa tay nha các bạn. Được thực hiện tại thợ xăm 19 tuổi, con của tôi nha. Có điện rồi. Vừa mới xong. Tác phẩm này của anh thợ xăm 19 tuổi của tiệm của Hoàng Thiện nha. Anh ấy là con trai của tôi, trai lớn. Địa chỉ là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận nha các bạn. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm xăm trong vòng 2 tiếng rưỡi nha các bạn. Do con trai của mình hoàn thiện tác phẩm ôm từ A tới Z luôn nha. Tác phẩm này của anh thợ xăm 19 tuổi của tiệm làm nha các bạn. Đây, lại đây. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình và làm thiết kế tất cả những mẫu xăm nào khách ưng ý làm trong vòng 1 ngày nha. Cái này vừa mới hoàn thiện xong. Bạn nào có ưng ý thì đã tới đặt lịch nha. Địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Các bạn, đây là địa chỉ. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm đã xăm xong xuôi, 7 ngày sau quay lại để kiểm tra coi màu sắc như thế nào nha các bạn. Sau khi tác phẩm đã xăm xong và lột mài rất là mịn và rất là tươi nha các bạn. Tươi không cần tưới luôn nha các bạn. Và không bị sát thương. Anh ấy xăm trong vòng 2 ngày liên tục và không có xăm tê, sức chịu đựng rất là ok nha các bạn. Các bạn thấy da nó hơi bóng bóng không? Tại vì mới bung vẩy xong xuôi, mới lột xong xuôi. Màu rất là tươi nha các bạn, không có bự sát thương và không có lên mài gì hết. Mài rất là mỏng. Tác phẩm này là nó có một bức tranh là cá chép vượt vũ môn quá thành rồng. Sau khi hai con nó vượt qua lúc xe thì một con sẽ quá thành rồng, còn một con kia là đi đâu không biết nha các bạn. Con kia chắc ông này ông bắt không dính lẩu ăn rồi. À, tác phẩm này các bạn thấy màu rất là tươi không? Màu tươi lắm nha các bạn. Đây. Màu rất là tươi và không bị sát thương. Ở đây chúng tôi có thể xăm bít tay, bít lưng trong vòng 1 ngày nha các bạn, hoặc 2 ngày nếu các bạn không có thời gian. Màu tươi không các bạn? Bây giờ mình lao để cho bóng ngược lên nè. Tại vì lớp mài nó còn rất là mỏng nha, nó đã bung vẩy rồi nhưng mà mình lao để cho anh thấy bóng như con giấy các bạn. Tác phẩm được xăm liên tục và sau 7 ngày sau quay lại là để mình kiểm tra và thấy là rất ok. Mình hỏi anh khách coi, ưng ý không? Ưng ý không đại ca? Good job. Good job hả? Good job là gì? Tiếng Anh hả? Chết là bay luôn. Ok không? Ưng ý không? Màu rất là tươi nha các bạn, dù da anh hơi đen nha. Ở đây địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Quảng Đức. Và mình đang quay cái anh Đạt Pin nha các bạn. Đạt Pin quay lại coi. Với mặt con lợi đó, đẹp trai rất là lớn nha. Còn đây là anh quận 7 quay lại đó. Đó, đẹp trai quận 7 luôn. Còn đây là những anh học viên nha các bạn. Hay. Ai có BD Sóc Trăng nữa. Màu rất là tươi nha các bạn. Các bạn thấy màu tươi không? Mình quay bằng điện thoại di động nha các bạn. Và đây là địa chỉ của tiệm. Bạn nào có nhu cầu muốn xăm bít tay, bít lưng hay muốn cái gì thì các bạn tới địa chỉ này nha các bạn. Chúng tôi đáp ứng tất cả nhu cầu cho các bạn. Chào các bạn, đây là hình sữa nha các bạn. Chào các bạn nha, đây là hình sữa, hình cover lợi. Dưới con cá này là có nguyên một con cá cũ, hình bị hư. Bây giờ anh đang sửa được 90% là đã mất hoàn toàn hình cũ rồi. Mà bây giờ khuya quá cho nên ảnh phải về. Bây giờ các bạn chịu khó tìm thử ra được hình bị hư không nha. Các bạn sẽ coi chung với một cái hình, một cái clip cũ cho các bạn dòm. Và bây giờ cái tác phẩm chưa hoàn thiện tại vì mới được có 90% thôi. Đây là hình mới hoàn toàn, giống như một cái hình mới trên cái tay cũ nha. Và các bạn dòm trong bông sen các bạn sẽ thấy những còn một chút xíu hình cũ nè, chưa vô màu. Đợt sau nó sẽ mất luôn cái hình này luôn nha, đợt sau nó sẽ mất luôn. Ở đây chúng tôi chuyên cover và chuyên sửa hình tất cả các loại hình bị hư nặng nha các bạn. Các bạn được quyền tham khảo trên video clip hoặc lên Facebook của tôi coi. Hoàn toàn đây là hình sửa chứ không phải hình mới. Sửa từ hình này ra thành hình khác.
ra thành tác phẩm mới hoàn toàn, chứ không phải là sửa dặm lợi rồi đưa màu nha các bạn. Từ tác phẩm cũ tôi sẽ xóa bỏ luôn tác phẩm cũ luôn, tôi làm ra thành một tác phẩm mới. Đưa thầy xem nha. Các bạn cứ việc tham khảo rồi coi. Giữ đèn ở cho thầy. Đây là hình cũ mới hoàn toàn, không thấy được hình bị hư nha các bạn. Hình bị cư rồi là đã bị đè mất tiêu rồi. Ở đây chúng tôi chuyên đè hình và cover lại tất cả những tác phẩm. Dạ thầy coi đây ghi địa chỉ. Ở đây là địa chỉ của tiệm nha các bạn. Các bạn nào thích cover, thích sửa hình hoặc có những hình nào bị hư nặng thì có việc tới đây. Chúng tôi sẽ cover là hết. Các bạn sẽ không giờ mới được hình cũ, còn hư bị cũ thôi. Sửa một lần một nha các bạn, hoàn toàn thành một hình mới. Ok không anh? Quá wow, ok. Ok. Ê ông mập kia, anh thấy không? Có ok. Chỉnh quá chuẩn. Chuẩn quá chuẩn hả? Ở đây là sửa nha bạn, hình cũ biến ra thành hình khác. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm bích tai xong trong vòng 1 ngày nha các bạn, 12 tiếng. Trừ luôn thời gian ủ tê luôn thì còn khoảng 7-8 tiếng. Tác phẩm này do tôi vẽ. Và khi xăm trong xuôi là xóa mẫu luôn nha các bạn, xé mẫu là mẫu độc quyền cho khách luôn, không xăm cho khách thứ hai. Đây là tác phẩm bích tai, làm trong vòng 1 ngày nha các bạn. Dở ra từ từ rồi quay xuống lưng. Rồi chờ ba chút xíu thôi, đưa khăn giấy cho thầy. Màu rất là tươi nha các bạn. Không Photoshop nha các bạn, mình đang cầm điện thoại di động mình quay nha các bạn. Quay xuống lên nha. Quay lại. Da đang sưng lên nha các bạn ơi, xăm đang liên tục cho nên da đang sưng, giả nó cho thầy. Không giả, thẳng tay ra luôn. Tác phẩm này do anh Thợ làm nha các bạn. Đó, đi xe lũ. Ở đây là mình làm trong vòng 1 ngày tác phẩm bích tai hết cho tất cả khách hàng nào không có thời gian nha các bạn. Địa chỉ là 32 Thích Thuận Đức, phường 5 Phú Nhuận nha bạn. Mình quay địa chỉ luôn cho các bạn coi luôn. Anh này anh từ ngoài Nam Định, anh đi vô đây anh không có thời gian cho nên mình xăm trong vòng 1 ngày. Và bảo hành suốt đời nha, cho nên các bạn an tâm.